Cuốn 34 chương 46 giải thích tín chỉ. Kinh Chính pháp của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai trong hằng hà xa thế giới ở mười phương đã nói, nay nói, sẽ nói. Nghe được rồi đều muốn tín thọ, giữ gìn, thực hành và nói cho người khác nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi trên đã nói, đối với pháp của mười phương chư Phật muốn nhớ giữ không quên nên học Bát Nhã Ba La Mật. Sau này còn tín thọ giữ gìn pháp của chư Phật ba đời. Đáp trên nói muốn nhớ giữ pháp của chư Phật mười phương chưa biết là pháp gì nên nói 12 bộ kinh là pháp Phật và pháp mà hàng thanh văn không nghe được. Trên chỉ nói với chư Phật trong thế giới số như hằng hà sa, nghe nói pháp của chư Phật ba đời số như hằng hà sa. Trên chỉ nói với thọ trì không quên, không nói với thọ trì lợi ích, nghe nói vì mình cũng vì bởi thuyết giảng thế nên nói lại. Kinh lại Xá Lợi Phất Bồ Tát Ma Ha Tát, đối với pháp chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật vị lai sẽ nói, muốn nghe, nghe rồi tự làm lợi ích cũng lợi người nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi đối với pháp của Phật hiện tại trong mười phương nói có thể thọ có thể trì, còn pháp quá khứ đã diệt vị lai chưa có làm sao nghe được. Đáp nghĩa ấy trước đã đáp, nay lại nói thêm, Bồ Tát có tam muội gọi là tam muội quán chư Phật ba đời. Bồ Tát vào trong tam muội ấy đều thấy chư Phật ba đời nghe ngài thuyết pháp ví như thần tiên ngoại đạo, đối với việc đời vị lai chưa có dấu hình, chưa có nói năng mà do lực trí tuệ cũng thấy cũng nghe. Lại nữa, lực của các Bồ Tát không thể nghĩ bàn đời vị lai tuy chưa có hình, chưa có nói năng mà có thể thấy được, nghe được, hoặc do năng lực Đà La Ni, hoặc lấy việc nay so sánh với việc quá khứ vị lai. Vì vậy nên nói muốn được việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật. Kinh muốn đem ánh sáng chiếu khắp những chỗ tối tăm, mặt trời mặt trăng không chiếu đến được trong hằng hà xa thế giới nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận Bồ Tát từ trời đâu xuất muốn giáng thần vào thai mẹ, bấy giờ thân phóng hào quang chiếu khắp hết thảy thế giới và chỗ u tối ở thế gian. Sau khi sanh ra hào quang cũng chiếu khắp như vậy, lúc mới thành đạo, lúc chuyển pháp luân, lúc bát niết bàn cũng phóng hào quang lớn như vậy, và vào các lúc khác hiện đại thần thông phóng hào quang lớn như lúc sắp nói Bát Nhã Ba La Mật. Hiện đại thần thông lấy hào quang lớn chiếu khắp chỗ u ám trong thế gian, so sánh như vậy nơi nơi trong kinh nói đến thần thông hào quang. Hỏi đó là thần lực của Phật, cớ sao nói là Bồ Tát? Đáp nghe nói Bồ Tát muốn được điều ấy nên học Bát Nhã Ba La Mật. Các đại Bồ Tát có được năng lực ấy như Bồ Tát Biến Cát, Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế, Minh Võng, Vô Lượng Quang có được năng lực ấy, thân phóng ra vô lượng hào quang chiếu khắp mười phương thế giới số như hằng hà sa. Đại như trong thế giới Phật A Di Đà, các Bồ Tát thân phóng ra thường quang chiếu mười vạn do tuần. Hỏi Bồ Tát có thần quang như vậy vốn do nhân duyên nghiệp gì mà được? Đáp thân nghiệp thanh tịnh nên thân được trang nghiêm. Như kinh nói có một con quỷ đầu như đầu heo, trùng thúi từ trong miệng ra mà thân có kim sắc sáng chói. Con quỷ ấy để kiếp trước làm tỳ kheo ác khẩu mắng nhiếc vì tỳ kheo khác, nhưng do thân trì tịnh giới nên thân có ánh sáng, và do ác ngôn nên có trùng thúi từ trong miệng ra. Như kinh nói tâm thanh tịnh có hơn kém nên ánh sáng có thượng trung hạ, sáng ít sáng lớn, ánh sáng là âm thanh các trời cõi dục. Tâm thanh tịnh bố thí chỉ giới nên thân có ánh sáng. Lại nữa, có người vì thương xót chúng sanh mà ở chỗ tối đốt đèn, cũng vì cúng dường tôn thượng tháp chùa nên lấy ngọc sáng trổ cửa gương sáng và các vật sáng sạch bố thí nên được thân có ánh sáng. Lại nữa, thường tu từ tâm nhớ khắp cả chúng sanh tâm thanh tịnh, lại thường tu niệm Phật tam muội niệm tưởng ánh sáng và thần đức chư Phật nên được thân có ánh sáng. Lại nữa, hành giả thường tu hỏa nhất thiết nhập hỏa biến xứ, lại đem ánh sáng trí tuệ giáo hóa chúng sanh tả kiến mô tối, do nhân duyên của nghiệp ấy nên được tâm có ánh sáng trí tuệ, thân cũng có ánh sáng, do các nghiệp như vậy nên được thân có ánh sáng thanh tịnh. Kinh trong hằng hà xa thế giới ở mười phương không có tên Phật, tên Pháp, tên Tăng, mà muốn khiến hết thảy chúng sanh đều được chánh kiến, nghe tiếng tam bảo nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận
Ở chỗ từ trước không hề có Phật, Pháp, Tháp, Chùa. Bồ Tát dựng tháp ở nó nhờ nhân duyên của nghiệp ấy mà thân sau thành tựu đắc lực. Ở chỗ từ trước không hề có chúng hội Phật Pháp, Bồ Tát tán thán Tam Bảo khiến chúng sanh nhập vào chánh kiến. Như kinh nói, ở quốc độ từ trước không hề có tháp Phật, có người dựng tháp miếu thờ Phật và được phước đức Phạm. Phạm gọi là phước đức vô lượng, nhờ nhân duyên ấy mau được thiền định. Được thiền định nên được vô lượng thần thông, nhờ lực thần thông nên có thể đi đến 10 phương tán thán Tam Bảo. Chánh kiến là nếu trước không hề biết công đức Tam Bảo, nhân Bồ Tát nên được tin Tam Bảo. Tin Tam Bảo nên tìm nghiệp tội phước nhân duyên. Tìm nghiệp nhân duyên nên tin thế gian là trói, niết bàn là mở. Ý nghĩa tán thán Tam Bảo như đã nói ở chương 8 niệm. Kinh muốn làm cho chúng sanh trong hàng hà ra thế giới ở 10 phương, nhờ lực của ta mà người mù được thấy, người điếc được nghe, người cuồng được nhớ, người trần truồng được áo, người đói khát được no đủ, nên học bát nhã ba la mật. Luận Bồ Tát thực hành vô ngại bát nhã, thì hoặc được vô ngại giải thoát thành Phật, hoặc là pháp tánh sanh thân Bồ Tát, như văn thủ thi lị, ở thập trụ địa có đầy đủ công đức, chúng sanh thấy được, đều được như nguyện, ví như ngọc như ý, muốn gì được nấy. Pháp tánh sanh thân Phật và pháp tánh sanh thân Bồ Tát, người nào thấy được, đều được tại nguyện, cũng như vậy. Lại nữa, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây, chữa trị 96 thứ bệnh mắt cho chúng sanh trong vô lượng kiếp, lại tự lấy mắt bố thí cho chúng sanh trong vô lượng kiếp, lại đem ánh sáng trí tuệ phá tà kiến hắc ám, lại đem tâm đại bi khiến chúng sanh đều được như sở nguyện. Có các nghiệp nhân duyên như vậy, làm sao khiến chúng sanh thấy thân Bồ Tát mà lại không được mắt sáng? Các việc khác cũng như vậy, các nghĩa này như đã nói trong chương phóng quang. Kinh lại nữa, giá lợi phất Bồ Tát Ma Ha Tát, nếu muốn làm cho chúng sanh đang ở ba đường ác trong hoàng hà ra thế giới 10 phương, nhờ lực của ta mà đều được làm thân người, nên học bát nhã ba la mật. Luận hỏi, nhờ thiện nghiệp nhân duyên của chính mình nên được làm thân người, cớ sao Bồ Tát nói do lực của ta nên khiến cho chúng sanh trong ba đường ác đều được làm thân người? Đáp, không nói do nghiệp nhân duyên của Bồ Tát khiến chúng sanh được làm thân người, và chỉ nói do ân lực của Bồ Tát nên được. Bồ Tát lấy hiến lực thần thông biến hóa thuyết pháp khiến chúng sanh tu thiện mà được làm thân người. Như trong kinh nói, hai nhân duyên phát khởi chánh kiến, một bên ngoài nghe chánh pháp, hai bên trong có chánh niệm, lại như cây cỏ bên trong có hạt giống, bên ngoài có mưa thấm, vậy sao được phát sanh? Nếu không có Bồ Tát, chúng sanh tuy có nghiệp nhân duyên mà không ra đâu phát khởi được. Vì vậy nên biết chư Phật Bồ Tát lợi ích rất nhiều. Hỏi, làm sao khiến chúng sanh trong ba đường ác đều được giải thoát? Phật còn không làm được, huống là Bồ Tát. Đáp, tâm nguyện của Bồ Tát muốn như vậy, không có lỗi chi, lại nhiều người được giải thoát, cho nên nói hết thảy. Như thân chư Phật và Bồ Tát khắp phóng ra vô lượng hào quang, từ hào quang ấy xuất ra vô lượng hóa thân, khắp vào trong ba đường ác ở 10 phương, làm cho địa ngục lửa tắt, nước sôi lạnh. Chúng sanh trong đó nhờ tâm thanh tịnh nên được sanh cõi trời, cõi người, làm ngạ quỷ đạo đói khát được no đủ, khai phát thiện tâm mà được sanh cõi trời, cõi người, làm cho súc sanh đạo tùy ý được ăn xa bìa sợ hãi, khai phát thiện tâm cũng được sanh cõi trời, cõi người. Như vậy gọi là hết thảy ba đường ác được giải thoát. Hỏi, như các kinh khác nói sanh cõi trời, cõi người, sao ở đây chỉ nói được làm thân người? Đáp, ở trong cõi người mới có được việc tu đại công đức, cũng hưởng phước lạc. Còn ở cõi trời phần nhiều say đắm vui, không thể tu đạo, vì vậy nên nguyện cho được làm thân người. Lại nữa, Bồ Tát không nguyện cho chúng sanh chỉ thụ hưởng phước lạc, mà muốn khiến được giải thoát thường vui niết bàn, vì vậy không nói sanh lên cõi trời. Kinh, muốn khiến chúng sanh trong hàng hà ra thế giới ở 10 phương, nhờ lực của ta mà đứng vững nơi giới, đang muội trí tại giải thoát tri kiến, khiến được quả tu đà hoàn cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên học bát nhã ba la mật. Luận hỏi, trước đã nói năm pháp uẩn và đạo quả, nay sao còn nói lại? Đáp, trên chỉ nói pháp thanh văn, từ quả tu đà hoàn cho đến vô dư niết bàn, nay nói lẫn lộn ba thừa thanh văn bích chi Phật cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh lại nữa, xá lợi phất Bồ Tát Ma Ha Tát muốn học oai nghi chư Phật nên học bát nhã ba la mật. Luận hỏi, thế nào là oai nghi chư Phật? Đáp, oai nghi là bốn động trì của thân.
Ví như voi chúa xoay mình mà xem, khi đi chân cách đất bốn ngón tay, tuy không đạp đất mà dấu bánh xe hiện rõ, không chậm không mau, thân không nghiêng lay. Thượng đưa tay phải an ủi chúng sanh, khi ngồi kiết già thân ngay thẳng, nằm thượng nghiêng hông bên phải, hai đầu gối chồng lên nhau, trải niệm cỏ chỉnh tề không rối loạn, ăn không kẻ vị, ngon dở đồng nhau, đều nhận lời người thỉnh mời, thì làm tinh không nói năng nhu nhuyến, phương tiện lợi ích, không bỏ mất thời tiết. Lại nữa, oai nghi của Pháp Thân Phật là quá hằng hà sa thế giới phương Đông là một bước, phạm âm làm thuyết pháp cũng như vậy, nghĩa tướng của Pháp Thân Phật như trước đã nói. Kinh Bồ Tát Mahātát muốn được như vua chúa xem nhìn, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát nguyện rằng, khi ta đi cách đất bốn ngón tay, chân không đạp đất, ta sẽ đến dưới cội Bồ Đề cùng với trời Tứ Thiên Vương, cho đến trời Akāni-sắc. Vô lượng ngàn vạn ước chúng chư thiên cung kính vây quanh, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận, như vọi chúa xem nhìn là khi muốn xoay thân để nhìn thì cả thân đều chuyển. Tần tâm chuyển nhất là tướng đại nhân, thế nên nếu có xem nhìn thì cả thân tâm đều xoay. Ví như sư tử bắt mồi không vì vật nhỏ mà thay đổi thế mạnh. Phật cũng như vậy, nếu có xem nhìn hoặc có nói gì thì thân với tâm đồng nhau thường không phân tán. Vì cớ sao? Vì từ vô số kiếp lại đây tập pháp nhất tâm do nghiệp nhân duyên ấy nên xương đầu với thân là một không có phân chia. Lại vì đời đời phá kiêu mạn nên không khi chúng sanh khi xem thời cả thân cùng xoay. Như trong kinh Ni Tha thí dụ nói, người hốt phân ở nước Xá Bà Đề, Phật lấy tay xoa đầu dạy kiến xuất ra, còn không khinh nó. Chân đi cách đất bốn ngón tay là nếu hốt Phật thường bay đi, thì chúng sanh nghi lấy làm lạ, bảo Phật chẳng phải người, thầy không quay về lương tựa. Còn nếu chân đi đến đất, thầy chúng sanh cho chẳng khác người thường, không sanh tâm cung kính. Thế nên tuy là đi trên đất, cách đất bốn ngón tay mà tướng giấu bánh xe dưới bàn chân vẫn hiện rõ. Hỏi, như Phật thường phóng hào quang lớn, chân đi không đến đất, mà sao chúng sanh không tất cả đều cung kính quay về nương tựa? Đáp, chúng sanh trong vô lượng kiếp chứa tội rất nặng, vô minh cấu nhiễm sâu dày. Đối với Phật sanh ly cho là thầy huyễn, dùng thuật dối hết người. Hoặc nói hết rằng chân không đạp đất, bản tánh sanh ra tự nhiên như vậy, như chim hay bay có gì kỳ lạ. Và có chúng sanh vì tội nặng không thấy tướng Phật, chỉ gọi là sa môn đại oai đức mà thôi. Ví như người bệnh nặng sắp chết, thuốc hay đồ ăn ngon đều cho là xú uế, thế nên không tất cả đều cung kính nương tựa. Đi đến dưới cội Bồ Đề cùng với trời Tứ Thiên Vương cho đến trời Akāni-sắc, vô lượng ngàn vạn ước chúng chư thiên cung kính vây quanh là thường pháp của chư Phật, Phật là Thế Tôn. Đến dưới hiên cội Bồ Đề sắp phá hai thứ ma là kiết sử ma và tự tại thiên tử ma, sắp thành bậc nhất thiết trí thì các chúng chư thiên sao không cung kính hầu đưa. Lại chư thiên đời đời tá trợ ủng hộ Bồ Tát cho đến khi xuất gia, chư thiên khiến các cung nhân thể nữ nằm ngủ say mê, đỡ chân ngựa của Bồ Tát vượt ra khỏi thành. Ngày nay việc thành, ta sẽ cùng nhau hầu đưa đến dưới cội Bồ Đề. Hỏi, sao không nói vô lượng người dòng sát lợi Bà La Môn hầu đưa mà chỉ nói chư thiên? Đáp, Phật một mình ở giữa rừng sâu tìm cội Bồ Đề, chẳng phải chỗ của người đi, cho nên không nói. Lại, người không có thiên nhãn tha tâm trí nên không biết Phật sẽ thành đạo, cho nên không nói. Lại nữa, chư thiên quý hơn người, cho nên chỉ nói trời. Lại nữa, chư Phật thường vui chỗ nhàn tịnh, chư thiên thực ẩn thân không thấy, không trở ngại nhàn tịnh, cho nên chỉ nói chư thiên hầu đưa đi. Lại nữa, Bồ Tát thấy 5 tỷ kheo bỏ Bồ Tát mà đi, Bồ Tát một mình đi đến dưới cội cây, thế nên phát lời nguyện ấy. Kinh, nguyện ta sẽ ngồi dưới cội Bồ Đề, trời Tứ Thiên Vương cho đến trời Akāni-sắc, lấy áo trời trải làm tòa, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luật hỏi, như kinh nói, Phật trải cỏ ngồi dưới cội cây mà thành Phật đạo, nên cứ sao nói nguyện lấy áo trời làm chỗ ngồi? Đáp, trong kinh Thành Văn nói trải cỏ, trong kinh Đại Thừa tùy chúng sanh thấy, và có người thấy trải cỏ dưới cội cây, và có người thấy trải nệm trời, theo phước đức của mỗi người nhiều ít mà chỗ thấy không đồng. Lại nữa, danh thân Phật ôm cỏ đến dưới cây, phát tánh danh thân Phật lấy áo trời làm tòa, hoặc hơn áo trời. Lại nữa, Phật ở dưới cây giữa rừng sâu thành Phật,
Người ở trong rừng thấy đem cỏ dâng Phật. Nếu quý nhân không thấy sẽ lấy y phục quý giá trả làm tòa. Chỉ vì trong rừng không có quý nhân nên bây giờ Long Thần trời đem mỗi áo đẹp làm tòa. Áo của trời Tứ Thiên Vương nặng 2 lượng, áo trời Đao Lợi nặng 1 lượng, áo trời Dạ Ma nặng 18 thù, áo trời Đâu Xuất Đà nặng 12 thù, áo trời Hóa Lạc nặng 6 thù, áo trời Tha Hóa Tự Tại nặng 3 thù, áo trời Sắc Giới không có tướng nặng, áo trời Cõi Dục từ bên gốc cây xanh không chỉ không mây ví như băng mỏng ánh sáng sáng trong có đủ màu sắc, áo trời Sắc Giới chuẩn ánh sáng kim sắc. Như vậy áo bóng trải làm chỗ ngồi, Bồ Tát ngồi lên đó thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hỏi: Sao chỉ nói chư thiên trải áo, không nói đại Bồ Tát ở 10 phương trải tòa cho Phật? Các Bồ Tát lúc sắp thành đạo đều trải tòa cho Phật hoặc rộng dài, đều 1 do tuần, 10 trăm ngàn vạn ước cho đến vô lượng do tuần, cao cũng như vậy. Các tòa báo ấy do phước đức vô lậu của Bồ Tát phát sanh, chư thiên mắt còn không thấy được, huống gì lấy tay giờ. Và đạo 10 phương chư Phật, hàng ma, đắc đạo, trang nghiêm, Phật sự, thảy đều soi thấy, ví như gương sáng, tòa của Bồ Tát đẹp như vậy, cớ sao không nói? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật có 2 thứ, một là nói chung cho thanh văn Bồ Tát và chư thiên, hai chỉ nói riêng cho Bồ Tát đầy đủ 10 trụ trong Bát Nhã Ba La Mật này, hãy nói cho Bồ Tát trải tòa cho Phật. Vì sao? Vì chư thiên biết ân Phật không kịp các đại Bồ Tát 1 đời 2 đời. Bồ Tát như vậy, cớ sao không dùng thần lực mà cúng dường Phật? Trong đây hợp với thanh văn mà nói, nên không nói hết Bồ Tát trải tòa. Kinh: Muốn lúc chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỗ đi đứng ngồi nằm đất đều là kim cương, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: Vì sao nơi chỗ bốn oai nghi đi đứng ngồi nằm của Phật đất đều là kim cương? Đã có người nói lúc Bồ Tát đến dưới cội Bồ Đề, ngồi ở chỗ đó chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Bồ Tát vào trong thật tướng chư Pháp, không có đất nào đủ giúp đỡ Bồ Tát. Vì sao? Vì đất đều là quả báo do nghiệp hư dối của chúng sanh mà có, nên không thể đỡ nổi Bồ Tát. Lúc Bồ Tát sắp thành Phật, thân Phật là thân thật tướng trí tuệ, lúc ấy chỗ ngồi biến thành kim cương. Có người nói đất ở trên kim luân ở trên kim cương. Từ mé kim cương xuất ra đài hoa sen thẳng lên đỡ chỗ ngồi của Bồ Tát, khiến không lún sụp. Vì vậy nên chỗ ngồi đạo tràng gọi là kim cương. Có người nói thành Phật rồi, chỗ đi đứng ngồi nằm đều biến thành kim cương. Hỏi: Kim cương cũng do nghiệp hư dối của chúng sanh mà có, làm sao đỡ Phật được? Đáp: Kim cương tuy cũng do nghiệp hư dối tạo thành, song bền chắc hơn đất, không còn có gì hơn nữa. Nước ở dưới kim cương. Các đại Long Vương lấy vật kiên cố ấy dâng Phật, đây cũng là do nghiệp đời trước của Phật, nay được chỗ an lập này. Lại nữa, Phật biến kim cương và bốn đại thành hư không không hư dối, trí tuệ Phật cũng không hư dối, hai việc đã đồng nhau cho nên đỡ được. Kinh: Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn ngay trong ngày xuất gia, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác và chuyển pháp luân. Kỳ chuyển pháp luân, vô lượng vô số chúng sanh xa địa trần cấu được pháp nhãn tịnh. Đối với các pháp vô lượng vô số chúng sanh vì không thọ hết thảy pháp nên được giải thoát khỏi các động tâm. Vô lượng vô số chúng sanh được không thối chuyển đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hoặc có Bồ Tát ở trong đời ác chúng sanh tà kiến, vì trừ tà kiến cho họ nên thực hành hạnh cần khổ rất khó, như Đức Phật Thích Ca Văn ở trong rừng cây Yêu Lâu Tần Na. Ngày ăn một hạt mè gạo, hạt mè hạt gạo, các ngoại đạo nói: Tiền sư chúng tôi tùy tu khổ hạnh không bằng 6 năm cần khổ như vậy. Lại có người nói Phật có nghiệp ác đời trước nên nay chịu khổ báo ấy. Lại có Bồ Tát cho rằng Phật thật thọ khổ ấy nên phát tâm nguyện rằng ta sẽ ngay trong ngày xuất gia được thành Phật. Lại có Bồ Tát ở vào đời tốt xuất gia như Đại Thông Tuệ cầu Phật đạo, ngồi kết giả phu trải 10 tiểu kiếp mới được thành Phật. Bồ Tát nghe như vậy phát tâm nguyện rằng nguyện ta ngay trong ngày xuất gia liền được thành Phật. Lại có Bồ Tát thành Phật rồi không chuyển pháp luân liền, như Đức Phật Nhiên Đăng thành Phật đã 12 năm chỉ phóng hào quang không người nào biết nên không thuyết pháp. Lại như Phật Tu Phiến Đa thành Phật rồi không ai thọ hóa nên làm hóa Phật lưu lại một kiếp.
Thuyết pháp độ người, còn tự thân thì diệt độ. Lại như Đức Phật Thích Ca văn, thành Phật rồi, 57 ngày không thuyết pháp, Bồ Tát nghe như vậy nên phát nguyện, khi ta thành Phật rồi, liền chuyển pháp luân. Lại như Đức Phật độ chúng sanh có hạng số, như Đức Phật Thích Ca văn, lúc chuyển pháp luân, ông Kiều Trần như một người được sơ quả, 8 vạn chư thiên được pháp nhãn tịnh đối với các pháp. Bồ Tát nghe như vậy nên phát nguyện, khi ta chuyển pháp luân, vô lượng vô số người được xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh đối với các pháp. Lại vì như Đức Phật Thích Ca văn, lúc chuyển pháp luân đầu tiên, chỉ có 1 tỷ kheo và chư thiên chứng được sơ quả, mà không một người chứng được A-la-hán và Bồ-Tát đạo. Thế nên Bồ-Tát phát nguyện rằng, khi ta thành Phật sẽ làm cho vô lượng vô số chúng sanh, không chấp thọ, hết thảy pháp đều giải thoát các lậu tâm và vô lượng vô số chúng sanh, không chấp thọ hết thảy pháp, được giải thoát các lậu tâm và vô lượng vô số chúng sanh được không thối chuyển đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hỏi, nếu thần lực và công đức độ sanh của chư Phật bằng nhau thì cớ sao ở đây Bồ Tát lại phát nguyện như vậy? Đáp, một Phật có thể biến làm vô lượng vô số thân để độ chúng sanh, nhưng thế giới có nơi nghiêm tịnh, có nơi không nghiêm tịnh, Bồ Tát hoặc nghe thấy, hoặc thấy hoặc nghe, có Đức Phật tu khổ hạnh có được thành Phật, có Đức Phật không truyền pháp luân liền, có như Đức Phật Thích Ca văn 6 năm khổ hạnh mới thành đạo, lại nghe lúc truyền pháp luân đầu tiên chưa có người chứng được A-la-hán, uống gì được Bồ Tát đạo. Vì Bồ Tát chưa nghe thần lực của chư Phật bình đẳng nên phát nguyện như vậy, nhưng thần lực và công đức của chư Phật bình đẳng không sai khác. Kinh, muốn lúc ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lấy hy vô lượng vô số thanh văn làm tăng, lúc ta một lần thuyết pháp, họ liền bèn ở trên tòa đều chứng được A-la-hán. Nên học Bát Nhã Ba La Mật luận, có Đức Phật lấy thanh văn làm tăng, có số có hạn, như Đức Phật Thích Ca văn lúc đầu có 1.250 tỷ kheo làm tăng. Đức Phật Di Lặc thuyết pháp hội đầu có 99 ức tăng, hội thứ hai có 96 ức tăng, hội thứ ba có 93 ức tăng. Của chư Phật như vậy có hạn có số không đồng, vì vậy nên Bồ Tát nguyện rằng ta sẽ lấy vô lượng vô số thanh văn làm tăng. Lại có Đức Phật thuyết pháp cho chúng sanh thuyết lần đầu, người nghe được sơ quả, lúc khác lại thuyết pháp nhị quả, tam quả, tứ quả. Như Đức Phật Thích Ca văn thuyết pháp cho 5 tỷ kheo, chứng được sơ quả, ngày sau chứng được A-la-hán. Như Xá Lợi Phất được sơ quả, nửa tháng sau mới được A-la-hán quả. Đại Ca Diếp trông thấy Phật liền được sơ quả, qua 8 ngày được A-la-hán. Như Hoàn Nàng được quả tu đạo hoàn, 12 năm hầu hạ Phật, sau khi Phật phát Niết Bàn mới được A-la-hán. Các A-la-hán như vậy không phải một lúc chứng được 4 quả. Vì vậy nên Bồ Tát phát nguyện rằng, lúc ta một lần thuyết pháp, người nghe liền ở trên tòa đều chứng được A-la-hán. Kinh, nguyện ta sẽ lấy vô lượng vô số đại Bồ Tát làm tăng, lúc ta một lần thuyết pháp, vô lượng vô số Bồ Tát đều được bất thối chuyển. Luận, Bồ Tát sở dĩ phát nguyện này là vì thấy chư Phật phần nhiều lấy thanh văn làm tăng, không tách riêng Bồ Tát tăng, như các Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Vì Đức Phật Thích Ca văn không tách riêng Bồ Tát tăng, nên đã phải nhập vào thành văn tăng theo thứ lớp ngồi. Lại có Đức Phật vì nhất thừa thuyết pháp thần lấy Bồ Tát làm tăng. Lại có Đức Phật lấy cả thành văn Bồ Tát lẫn lộn làm tăng, như nước Đức Phật A Di Đà Bồ Tát tăng nhiều, thành văn tăng ít. Vì vậy nên nguyện lấy vô lượng Bồ Tát làm tăng. Lại có Đức Phật lúc chuyển pháp luân đầu tiên không có người được A Bệ Bà Trí không thối chuyển. Vì vậy nên Bồ Tát nguyện rằng ta thuyết pháp lần đầu có vô lượng vô số người được A Bệ Bà Trí. Kinh, muốn được sống lâu vô lượng ánh sáng đầy đủ, thời nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận, chư Phật thọ mạng có dài có ngắn, như Đức Phật Tỳ Bà Thi sống 48.000 năm, Đức Phật Câu Ly Tôn sống 6 vạn năm, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni sống 3 vạn năm, Phật Ca Diếp sống 2 vạn năm, Phật Thích Ca Văn sống 100 tuổi. Ít có ai quá hơn Đức Phật Di Lặc sống 84.000 năm. Như Đức Phật Thích Ca Văn hào quang chiếu thường là xa một trượng, Đức Phật Di Lặc hào quang chiếu thường xa 10 dặm. Hào quang và thọ mạng của chư Phật có hai thứ, một ẩn tàng, hai là hiển hiện, một là chân thật. Hai là vì chúng sanh nên ẩn tàng,
chân thật là vô lượng hiển hiện vì chúng sanh, là có hạn có lượng. Thật thì Phật thọ mạng không phải ngắn, vì chư Phật đầy đủ nghiệp nhân duyên trường thọ như Phạm Thiên Bà Già. Nhờ kiếp trước cứu nhân mạng một làng, cho nên được thọ mạng vô lượng vô số. Theo pháp của Phạm Thế thì sống không quá nửa kiếp, nhưng riêng Phạm Thiên này sống vô lượng. Vì vậy, ông Sanh Tà Kiến nói rằng chỉ có ta thường trú. Phật đi đến chỗ ông ta phát tà kiến đó, nói duyên trước của ông nhờ cứu mạng cho một làng mà còn được sống lâu như vậy. Huống gì Phật đời đời cứu vô lượng vô số chúng sanh, hoặc đem thí vật cứu giúp, hoặc đem thân mạng chết thế, cớ sao sống không quá hạn trăm tuổi.